phụ mẫu vlog. Chào mọi người, hôm nay mình phải quay trong lòng thành phố Châu Đốc. Về đêm mọi người xem video của mình thấy hay, bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm ra video mới. Mong được sự giúp đỡ của mọi người bằng cách xem video của mình để đạt được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký để cho YouTube nó xét duyệt cho mình đó mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người xem video của mình nhớ bình luận để mà cho YouTube nó thấy cái kênh của mình đang hoạt động đó mọi người, để mà cho tăng lượt tương tác và nó thấy, để mà nó đánh giá cái kênh của mình cao hơn chút cho mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Thì mời mọi người theo mình nha. Giá này thì về đêm rồi nha mọi người, thành phố Châu Đốc mình. Thế này thì mình đang đi trên đường quốc lộ 91 đó mọi người. Đang đỏ thành phố Châu Đốc mình luôn mọi người. Để đạt được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký để cho YouTube nó xét duyệt cho mình đó mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người xem video của mình nhớ bình luận để mà cho tăng lượt tương tác và nó cho YouTube nó thấy cái kênh của mình đang hoạt động rồi mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Nhớ bình luận ủng hộ mình nha mọi người. Đi luôn nha mọi người, đừng xanh đâu mình đi luôn.
thực công viện của hai nước và giữa hai cơ quan lập pháp, cho biết những nội dung này sẽ được thực hiện chính thức tại cuộc hội đàm giữa hai quốc hội. Thứ tám cũng tại buổi hội, do đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã tới thăm đại lễ Mang tên Hồ Chí Minh, thăm hoa tại đài tưởng niệm Mahatma Gandhi tại thủ đô New Delhi, được đánh dấu đặt tên một đại lễ lớn và một sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện sự kính trọng chính phủ của quốc gia Ấn Độ đối với chủ tịch Hồ Chí Minh và mối quan hệ hữu nghị thiết lập giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ở đây bắt đầu em bé nè mọi người. Đây là bến xe tải hồi xưa nha mọi người. Nhưng mà bây giờ không có còn đậu nữa, nhưng mà chỉ có còn là một chiếc, hai chiếc này nha mọi người.
này người ta có bán cá bóng xanh nữa nha mọi người. Mọi người xem video của mình thấy hay bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm sao video mới. Không được sự giúp đỡ của mọi người bằng cách xem video của mình để đạt được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký để cho YouTube nó xét duyệt cho mình đó mọi người. Cảm ơn mọi người nha, mình kết thúc video đây luôn nha mọi người. Mình kết thúc video đây luôn, mọi người xem video của mình thấy hay bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm sao video mới. Không được sự giúp đỡ của mọi người bằng cách xem video của mình để đạt được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký để cho YouTube nó xét duyệt cho mình đó mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Thì như là mọi người xem video của mình nhớ bình luận để mà cho YouTube nó thấy cái kênh của mình đang hoạt động đó mọi người, để mà cho nó tăng lượng tương tác cho mình đó, để mà nó xét cho nó, nói chung là để cho nó thấy cái kênh của mình đang hoạt động tốt đó mọi người. Cảm ơn mọi người nha.